Đây là thành quả của mình hái bông lá bông này, trời mình quên lắm, không lũi này nè, không lũi thì lâu quế chứ nè. Mình lấy bông này nè, mình cắt mình bỏ lên xe hơi đạt được đó mấy cây nhà, mình thấy thơm lắm, nó thơm cực kỳ thơm, thơm mà nó mùi quyến rũ ghê. Rồi một mớ cải mình làm trộn làm con sống mình ăn, thì bao nhiêu mình ăn ăn, còn bao nhiêu thì mình ăn hết thì mình tặng hay là mình để lại ăn mày nói đó ha cả nhà. Được hai em. Xin chào cả nhà, hôm nay mình gầm thái rau cả nhà. Ừ. Thấy lá quế nè, cắt cọng dài 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 á. Này, ba quay xa xa ra đừng thấy cắt luôn. Lắc cái bông bỏ luôn đi. Mùa này á mà còn tốt như vậy nè cả nhà. Lắc cái bông bỏ đi. Ừ, lắc cái bông vậy bỏ ba đi. Quay lại gần gần cho nó xem cái này nè chưa. Tươi tốt ghê. Dì ba thấy cái bông này nè, dì ba ăn nấm nhìn thơm, nấu canh nấm thơm. Dì ba kêu con để cái bông lại là biết nghĩa là sao, cho lên cái khác á. Mình có rồi, cho nó dụng lên khác. Mình có giống bên đó rồi. Rồi dì ba hái cái này hết, không biết chừng nào ăn hết gì đâu. Tao đi bán. Dì bán một mẹ em đi chứ sao bây giờ. Thiệt. Bán người ta mua không? Sao không? Nói rau sạch đó nha. Đúng rồi, chứ ai ngu thì rau sạch thì nói rau sạch chứ, không rau sạch thì nói... Nói rau sạch cho bán có giá. Quá nhiều bán không rồi, ăn không hết. Này mà phải có từ thiện, gì sắt mà làm từ thiện là cho gì sắt hái làm từ thiện này. Mà bữa giờ không thấy đi làm mà nấu ăn từ thiện. Hai gì ba, làm từ thiện cũng tốt mà thôi xong rồi đi ra ngoài bán liền đi, để nó héo. Bán thiệt hả? Bán thiệt. Mình ăn đâu có hết. Còn cá đóng cá lẹ kia bên kia nè. Quá nhiều. Trời ơi, đem hàng sớm cho dần dần để cho. Thôi, tôi bán tôi lấy tiền tôi mua cà phê uống. Cà phê nhà dư giả mà gì ba. Đâu phải cà phê không, còn thứ khác mọi nhiều chuyện. Như bán được 20-30 ngàn. Cho ai. Đây là con. Đây, vườn này là vườn hưởng thụ của Mỹ Xuyến. Trời ơi, bông nè. Cắt để hoa mất công nó ra chứ. Thôi ba. Dì ba quay con không quay, dì ba quay cái thứ gì vậy? Biết không, nắng quá dì ba không thấy đường, nhảy qua đây cho nó thấy đường. Nè, nè, nè. Cắt mấy cái bông, cắt cái bông già này xuống cho nó xuống. Ba quay gì ba? Một gỗ nè. Bông nó đẹp thích sợ không trời. Một gỗ luôn. Nè nè, con cắt mấy cái bông này nè cho nó thả ra xuống dưới đi, cho nó lên. Nó già à? Đó. Tốt. Đúng rồi vậy đó. Dục cho nó tự lên lên. Lên mình tưới nước hàng ngày. Cái nó lên ên nguyên bầy luôn. Mình tưới nó già nè cả nhà. Cái già đó gì ba mới kêu con ấy. Cái già đó. Nó, mình không có trồng trên, nó cứ ra bông rồi nó rụng rồi nó lên vậy hoài đó. Cái này thấy em này cái nữa dì ba ơi ha. Nó. Ở bên kia có bông rồi, bây giờ bên em cũng chẳng đạt cần đãi. Cắt bớt đi đặng lấy cho mình lấy cho nha. Hết cái bông đẹp. Với con đẹp đẹp như dì ba. Trời ơi, với con tức gì nó phải đẹp vậy chứ. Dì ba mà tao có chịu quay con cũng cho đẹp mà quay qua cũng cho đẹp mà nhiều khi xấu không sao quay đẹp được. Đúng rồi, ba người mình đẹp sẵn rồi. Trời ơi quá trời, ba sầu đâu nữa lớn ăn cho tới nó ngon cho biết ha, xíu 2-3 cây sầu đâu đây nè, đi ra lặt ít ra đây nó nè. Đúng vậy còn bán chứ vậy sao ăn hết, ăn sao mà hết. Hái gì nè, cái vườn rau thơm. Thế chưa, cái vườn rau thơm nè đó, hái thêm hái cái vườn rau thơm nè, lắm trời đây này nữa xuống chút con cho nó dài dài nè, cái vườn rau thơm nữa chưa đó, vườn
Tí đường cho thơm nè. À, thấy chưa? Ăn đường nào vậy ta? Yến ơi, con thấy cái đường rau thơm chưa Yến? Đường rau thơm của Mỹ Xíu nè. Tóc này tăng hưu có nhiều được không? Nè trời ơi, nè chứ tóc này tăng hưu có nhiều được không à? Đó. Cái rau thơm ăn đó. Trời ơi, nó thơm. Thơm kịch liệt luôn. Nó thơm với gì ba? Thơm lắm. Cái này rau sạch mà nè, không rủi ra chưa, đẹp bà cốt không chưa đó. Mình hái dưa mình ăn làm một nồi rau sống. Cái này là con cái này đi. Được rồi. Mình ăn có nhiêu thôi mình cắt bỏ uổng. Ít được rồi. Bông có đẹp sợ nè, bông quá đẹp. Có cái bông đẹp lắm. Trời hèn gì cái bông có thơm gì ba ơi. Bông có thơm lắm. Cái bông có ăn được không? Cũng được mà đâu ăn được thôi, bông ăn được cái gì. Bây giờ đó nhìn quay xa xa con nó sẽ lấy tấm hình làm nền nền để xa xa con nè, xa không có thấy đường con nó bị ấy á, ba không thấy nhưng không mà... không có thấy, không có thấy mặt người á, đứng gì mới thấy mặt người nè, không ngang mới được, ngang tao mới thấy. Vậy bây xa xa vậy đi là tự động nó làm hình nền cho con nè. Đó được rồi đó, thấy bưng cái vỗ thấy luôn cái mặt cười tấm te dạ. Tấm te đi mở thấy kia nó gì ba đi đây 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 tắt quay cái đó nè, chưa trái nè, đâu có cái chỗ trái thì quay không được. Nè, hả? Vậy ba nè, vậy ba cứ quay ngay vậy là tự động nó ra em thấy trái lên đó à? Có thấy đường gì? Thấy trái đâu? Không có thấy đường tiếc. Ừ nhưng mà bởi vậy. Ủa ai bẻ trái hết trơn rồi trời? Bự ai bẻ hết trơn rồi? Ủa ngày qua tao tưới còn mà. Mình không ăn thì cho người ta ăn đi. Ừ, ai vô được rồi trời. Ai vô được cho người ta nhóm tay cái trái rồi. Cái gì bự ngày qua gì ngày kia vậy ba tính bẻ đó mà còn không bẻ. Thôi đi, mình đi qua bản mình hái ra tiếp rồi tắt máy. Mình tay ra. Ta la. Con thấy có mấy cây khô nên con tưới. Nè, trời ơi, ớt chuối nè cả nhà. Cả nhà thấy ớt chuối mà chín chưa? Lần đầu mình thấy cái ớt chuối chín luôn chứ thường thường mình lên trên mạng người ta thấy cũng thấy ớt chuối mà người ta đã hái còn xanh không à, còn vàng vàng là hái rồi, còn này là chả chín luôn, mình cứ để thử coi chín coi làm sao mà chín màu đẹp thiệt, màu cam nghe cả nhà, đẹp đó, nguyên cái ớt chuối nhà mình để làm chứ làm hình nền chứ mình không có đăng bằng cái máy tính, mình đăng bằng cái điện thoại nên không có làm hình nền được kìa. Thôi gì ba gì ra thì bắt tả được chỗ đó nha. Đây một gỗ, bây giờ qua đây hái thêm một gỗ nữa nha cả nhà. Thì cái này thì rau thơm quế, còn cái này thì mình nhổ cải. Cái này mình hái ăn sống nên mình hái cây nhỏ chứ không hái cây bự, mình hái cây bự ăn nó đắng, cây bự để dành nấu canh thôi. Ba quay cái tay con hái nha. Thấy cái tay không nè. Vì ba có thấy đâu mà nhìn cái tay con đâu, vì ba để đó. Ờ sao xíu vừa thấy. Dẫn hấp chim gì ơi. Trời ơi, hai lúa trong cái quay đó chứ được. Đi du lịch đó, quay ra ào ào. Quá trời trực tiếp rồi mà. Tiếp còn bỏ trực tiếp hết. Bữa nay cải thì hơi xấu một xíu mà. Hơi xấu, biết sao không vậy ba? Thổi nó rồi. Thổi quá. Ủa nha. Nhưng mà bữa nữa mình lấy vô. Mình tưới nước là nó tốt lại. Tưới nước rửa cá hả? Mà chỗ có cá nào giữa. Ngày qua vậy ba, cá không sạch, cá sạch thấy sợ luôn mà giữ hoài lấy nước bạc. Trồng cây thấy cũng khổ hay không cả nhà? Để kiếm nước cá đó. Mình trồng bón phân tự nhiên mà mình đâu có bón phân thuốc men gì đâu, không có mua. Nói chung người ta nói organic nhiều khi là người ta nói bán mấy cái đó dù sao không có quá chắc làm sao mà nó giữ lâu được. Nên thôi, mình không có mua tưới nước phân cá gì đó. Đã mình nhất quyết mình trồng rau sạch mà thì mình chịu khó chút xíu nên không có mua ở ngoài.
cái da ở dưới nó nhỏ không mày cơ ba nè. Ừ, ở dưới nó ép đó, nó lớn không có được. Nhỏ nhỏ để cái lớn con biết không? Cái lớn nó ép cái nhỏ nó lớn không được. Như vậy là được à. Hai ba. Hai dỗ đó. Quay xa xa ra nhìn thấy hết con luôn không? Thấy. Thấy hết luôn không? Thấy dỗ, thấy hai dỗ hết luôn. Hai dỗ nghe cả nhà. Nhỏ này nó có mình ơm, nó ham ăn lắm. Quay con. Thì mình hái ra tới đây thì thôi nha. Bye bye cả nhà. Trời, quay cái mặt kìa, kiểu này gỗ lòi ra.